Andreas King Giovanni, 31 tuổi, là người sáng lập công ty cho thuê bất động sản nghỉ dưỡng có trụ sở tại Florida. Khi nghe tin một tòa nhà chung cư bị sập, anh nhớ lại câu chuyện của chính mình và biết rằng sẽ có rất nhiều người mất nhà cần chỗ ở. Gia đình anh từng sống trong một tòa nhà cao tầng gần trung tâm thương mại thế giới khi tòa nhà này bị tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. I went through a similar experience in 9/11. Gia đình tôi mới chuyển về Manhattan ở trong căn hộ mới chỉ cách trung tâm thương mại thế giới 5 dãy nhà chưa được một tuần thì vụ tấn công xảy ra. Chúng tôi không thể về nhà mình trong khoảng một tháng, phải ở nhờ nhà bạn bè, trong khách sạn, sống thế rất vạ vật. Nhớ lại trải nghiệm của chính mình và nhân tiện đang có một khu căn hộ nghỉ dưỡng sắp khai trương, hiện đang để trống, Andreas đã gọi 165 nhân viên đến họp và thông báo rằng công ty cho thuê bất động sản nghỉ dưỡng Sexton Stays của anh sẽ cung cấp một tháng nhà ở miễn phí cho những người sống sót và gia đình của họ để giúp những người bị nạn có một chỗ ở ổn định trong khi tìm kiếm nơi ở mới. Rất nhiều người, đặc biệt là người sống sót, họ không có chỗ nào để đi cả. Đầu tiên họ sẽ cần tìm người cho thuê nhà, sẽ phải tiết kiệm đủ 3 tháng tiền nhà, làm thủ tục bảo hiểm. Vì thế chúng tôi giúp họ một tháng để họ có đủ thời gian tìm chỗ ở mới. Từ những trải nghiệm cá nhân và việc sẵn có trong tay một khu nhà ở chưa dùng tới, có đủ người để triển khai công việc đã khiến anh đi đến quyết định nhanh chóng. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ, giá thuê nhà trung bình trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 ở hạt Miami-Dade là 1.328 đô la Mỹ. Andreas đã đưa lời đề nghị cung cấp chỗ ở miễn phí lên phương tiện truyền thông xã hội và cho trang bị các căn hộ 2-3 phòng ngủ, đầy đủ giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng cá nhân và Wi-Fi, thậm chí treo cả tranh trên tường theo đúng tiêu chuẩn của các căn hộ nghỉ dưỡng. Tới nay, 15 hộ đã nhận đề nghị giúp đỡ của anh và tới sống trong 17 căn nhà đẹp đẽ ngay gần nơi nhà cũ bị sập. Nhiều cá nhân và công ty quyên góp đồ dùng vệ sinh cá nhân và thực phẩm đã giúp đỡ người bị nạn. Bên cạnh các gia đình mất nhà trong vụ sập, King Javanese cũng giúp cả những cá nhân và gia đình có người thân mất tích trong vụ sập nhà. Trong số này có Maggie Ramsey, một giám đốc marketing có người mẹ 80 tuổi sống trong tòa nhà bị sập. Mẹ tôi sống ở đó một mình. Khi biết tin, chúng tôi đã lập tức tới đây. Chúng tôi sống cách đây khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe. Cứ đi lại lại hàng ngày để ngóng tin mẹ, cầu mong cho mẹ được bình yên sống sót. Thật mừng là anh ấy giúp cho một chỗ tá túc như thế này để chờ đợi. Sau khi tin tức về hành động đáng quý của anh Andreas King Giovannis được đưa trên báo chí, nhiều người đã gọi đây là câu chuyện đẹp, để lại những lời nhận xét đầy tích cực và cho biết họ sẽ thuê nhà của anh ngay khi có dịp vì anh đã cho họ thấy một tâm hồn hào phóng, biết thông cảm và giúp đỡ mọi người.